Lễ khai ấn đền Trần 2015 đã diễn ra tại khu di tích đền Trần, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Dự buổi lễ có ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương. Lực lượng an ninh được thắt chặt xung quanh khu vực đền Trần. Một lớp rào sắt cách cổng đền khoảng 40 mét được dựng lên. Chỉ những người có thẻ và giấy mời của ban tổ chức mới được đi qua khu vực hàng rào sắt này. Nhưng chỉ tính riêng những người này cũng lên đến con số hàng nghìn. Đến 0 giờ ngày 5 tháng 3, hàng nghìn người dân đã chen nhau vào khu vực trong đền tranh giành hoa quả. Tại khu vực phía trong đền thiên trường, một thanh bảo kiếm được đặt trên bàn thờ bị người dân giật xuống. Hàng chục người chen nhau nắm lấy thanh kiếm và quẹt tiền lẻ cầu may. Chỉ khi thủ nhang của đền xuất hiện và yêu cầu đặt lại đúng vị trí thì thanh kiếm mới được đám đông đặt lại trên bàn thờ. Đến 6 giờ sáng ngày 5 tháng 3, tức ngày 15 tháng Giêng, lộc ấn đã chính thức được phát đến tay nhân dân và du khách tại ba địa điểm: nhà giải vũ, nhà trưng bày và đền trồng hoa. Năm nay ban tổ chức sẽ phát lộc ấn cho nhân dân trong 6 ngày từ ngày 5 đến hết ngày 10 tháng 3 với số lượng không giới hạn, đáp ứng đủ nhu cầu của nhân dân và du khách. Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định cũng đã huy động hơn 2.000 cán bộ chiến sĩ công an và các lực lượng tham gia gìn giữ an ninh trật tự trong lễ hội. Dự kiến khu di tích đền Trần sẽ đón khoảng 6 vạn du khách.